Rồi mình đưa hai tay xuống mông nào, bén hai thịt mông sang hai bên. Rồi từ đây mình đặt hai tay thả lỏng trên gối như thế này, thả mềm hai vai xuống. Rồi từ đây nhẹ nhàng hơi khép cằm lại, sao cho cằm song song với mặt thảm. Từ từ vươn dài các đốt sống lưng lên và thả mềm các cơ rơi xuống, thả lỏng hông. Cảm nhận sự ngồi vững chắc trên hai xương ngồi. Gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên. Hãy tập trung vào hơi thở. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, đẩy rốn ra xa phía cột sống. Mềm mại thở ra thật chậm, kéo rốn về phía cột sống, kéo sâu về, thả lỏng vai và gương mặt. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu, căng phình bụng ra, đẩy rốn ra xa nào. Mềm mại thở ra thật chậm, kéo sâu rốn về cột sống, thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thở hết ra. Lần bốn, hít vào thật sâu, cảm nhận rốn được đẩy ra xa phía cột sống, bụng căng phình, chứa nhiều oxy. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp bụng lại, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng và thở hết ra. Thả lỏng hơn nữa hai vai, thả lỏng toàn bộ phần thân trên, thân giữa và thân dưới. Hít thở điều hòa. Sau đó đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về phía chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Vì hơi thở là cây cầu kết nối giữa tâm trí, cơ thể và cảm xúc, nên hãy thả lỏng hơn nữa để bạn có một hơi thở thật mềm mại, thật tự nhiên. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một nguồn không khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào và thở ra. Hít sâu và thở chậm. Hít thật nhẹ và thở thật êm. Trong quá trình quan sát hơi thở, nếu thấy tâm trí của bạn đi lang thang, suy nghĩ, tiếp tục ghi nhận điều này và hướng tâm trí quay trở lại hơi thở, quan sát hơi thở, cảm nhận hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Từ từ đưa tâm trí của bạn quay trở lại nơi đây. Cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Đưa tâm trí của bạn vào trong buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên nào. Nóng hơn chút nữa. Nóng hơn chút nữa. Tác ý vào bàn tay. Nóng hơn chút nữa. Khi bàn tay đã nóng ấm, nhanh tay đưa áp về vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói chào nhau. Namaste. Ngồi thẳng lưng, mềm vai, hai tay sang ngang, hít vào một hơi thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu, nâng ngực, vươn cằm, mềm hai đầu vai xuống. Từ từ thở ra, khép cằm thu về cổ, thả mềm hai vai, hai tay thả lỏng. Lần hai hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể đón năng lượng và oxy tươi. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm hông, lưng, vai, thả mềm hơn nữa, khép gáy cổ. Lần ba, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể của bạn nâng lên. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng, khép cằm thu về cổ, chìm hai đầu vai, cảm nhận cổ gáy được kéo giãn. Lần bốn, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng, thở hét ra, thả mềm vai hơn nữa, khép cằm thu về cổ. Lần năm, hít vào thật sâu, cảm nhận sự chuyển động đi theo nhịp thở. Chìm vai xuống chị, chìm vai xuống, chìm vai. Mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng và thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thải hết những khí cặn ra bên ngoài, thở hết ra. Và từ đây, nhẹ nhàng hít vào, vươn hai cánh tay cao qua đầu, đan tay vào nhau. Thở ra bạn lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Đẩy toàn bộ xương ụ ngồi cắm xuống thảm, giãn hai vai. Đẩy thẳng cánh tay. Cảm nhận sự kéo giãn các đốt sống, các cơ xung quanh lưng. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Trùng hai vai và cùi trỏ xuống. Thở ra xoay người từ phải sang trái 5 vòng. 1. Mềm vai đẩy ngực ra phía trước khi tay ra phía sau. 2. Thật chậm. Chậm hơn nữa. Chị áo xanh chậm rồi. 3. Bốn. Năm. Từ từ xoay ngược lại 5 vòng. 5. Chậm thôi. 4. Cảm nhận toàn bộ vùng vai, lưng đang được thả lỏng. Và trùng cùi trỏ tay xuống. 2. Và 1. Rất tốt. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, vươn hai cánh tay cao lên, tách hai tay, thở ra đưa hai tay ra phía sau lưng, đổ thân người về phía trước, đan tay vào nhau. Cuộn một vòng vai, hít vào, đẩy thẳng thân người, nâng lên. Từ từ thở ra đưa hai tay sang bên eo lườn phải. Nắm chặt hai tay như này, đẩy cùi trỏ tay phải sang ngang. Hít vào một hơi thật sâu tại đây, vươn dài lưng. Thở ra nghiêng đầu qua bên trái. Kéo của trò tay phải ra phía sau, chìm đầu vai phải xuống, cảm nhận vùng chéo cổ bên phải được kéo giãn ra. Từ từ hít vào, đẩy của trò tay phải và nâng đầu trở về thẳng. Thở ra nghiêng đầu sang trái, kéo của trò tay phải ra phía sau, thẳng lưng đẩy ngực lên chị Khuyên. Hít vào trở về, thẳng cổ Vân. Thở ra tiếp tục nghiêng cổ, kéo tay ra phía sau. Một lần nữa hít vào trở về. và thở ra nào. Nghiêng đầu sang trái, kéo cùi chỏ phải ra phía sau. Hơi đẩy ngực lên một tí, thẳng lưng, hít thở đều và giữ ở đây. 5, tốt lắm. 4, mềm hơn nữa đầu vai phải. 3, 2, 1, thật chậm, hít vào, nâng đầu trở lại, cùi chỏ tay trở về. Thở ra đưa hai tay sang bên eo lườn trái, đẩy cùi chỏ tay trái sang ngang. Hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra nghiêng đầu qua bên phải. Thở hết ra kéo cùi chỏ tay trái ra phía sau lưng. Hít vào nâng đầu và cùi chỏ tay trở về thẳng lưng. Giữ nguyên phần hông ha. Thở ra nghiêng đầu sang phải, tay trái kéo ra phía sau. Mềm đầu vai trái xuống. 2 lần nữa hít vào trở lại. Và thở nào. Nghiêng đầu, đúng rồi. 1 lần cuối hít vào trở lại. Và thở ra. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào trở lại. Thở ra tách hai tay, thả lỏng hai tay. Hai tay đưa sang ngang, hít thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu, nâng ngực vươn cằm. Xoay người qua bên phải, thở ra mở rộng hai tay và vai ngực. Thở hết ra, đưa tay trái lên gối phải, đưa tay phải qua eo lườn trái. Xoay đầu vai phải, đẩy vai phải ra phía sau, mở ngực phải. Cảm nhận các cột sống vùng lưng đang được vặn xoắn. Nhẹ nhàng hít vào, đưa hai tay, đưa thân người trở lại, vươn cao, nâng lên. Thở ra xoay người qua bên trái, đặt tay phải lên gối trái, tay trái qua eo lườn phải, mềm vai phải xuống, xoay vai trái, mở ngực trái, đẩy thẳng cột sống lưng, mềm đùi phải xuống, cảm nhận các đốt sống vùng ngực, vùng lưng đang được mở ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, xoay thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, hạ tay trái xuống thảm, trượt dài tay trái sang bên trái, rồi vươn cánh tay phải áp tay. Mở ngực phải, xoay cằm hướng vai phải, rút rốn vào trong. Cảm nhận eo lườn phải được kéo giãn. Xoay cánh tay phải về phía trước thật chậm, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người, vươn lên. Mềm mại thở ra, hạ tay phải xuống ngang hông phải, trượt dài sang ngang, vươn dài cánh tay trái áp tay. Nhấn mông và đùi trái xuống thảm, cảm nhận eo lườn trái được kéo giãn. Xoay cánh tay trái về phía trước, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, xoay người qua bên trái, thở hết ra, hạ hai bàn tay trở về thảm, rồi trùng hai cùi chỏ xuống, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Cảm nhận vùng hông, vùng lưng đang được kéo giãn, lúc này tác động rất sâu về vùng thận. Nhấn lực về bàn tay, thật chậm, hít vào, duỗi thẳng cánh tay, nâng thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Trùng mềm vai xuống, thở ra, xoay người qua bên phải, hạ bàn tay xuống hai mép thảm, mềm hai cùi chỏ xuống, thở hết ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Rút rốn vào trong, hơi quặn mông xuống, cảm nhận vùng hông, vùng lưng dưới được kéo giãn, tác động rất sâu vào vùng thận. Nhấn lực về bàn tay, thật chậm, hít vào, nâng thân người, vươn hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, thả mềm hai tay buông xuôi theo thân. Rồi từ đây mình duỗi hai chân về phía trước như thế này. Dựng cổ chân lên. Đúng rồi, dựng cổ chân lên. Hai tay đưa ra phía sau như thế này. Rồi duỗi nhẹ khớp gối. Mở rộng hai chân. Rồi, tùy theo khả năng của mình nha, mở nữa ra chị khuyên. Hít vào, duỗi mũi chân trên ra. Thở ra, đạp gót chân. Cái bài tập kiễng gót chân ấy, mà mình đạp gót chân này rất là tốt cho thận. Phần này nó sẽ tác động toàn bộ dọc sau cái phần bắp đùi, gân kheo và đặc biệt là gân axin ở phần gót chân. Hít vào, duỗi mũi chân. Thở ra, đạp gót chân. Nhớ là nâng cái gót chân lên rất là tốt. Lần 3 hít vào và thở ra. Lần 4 hít sâu và thở nào. Lần 5 hít vào và thở ra. Một lần nữa hít sâu. Rồi thở nào. Rồi từ từ hạ gót chân xuống, dựng cổ chân lên, gập các ngón chân hướng xuống thảm và thả lỏng. Tiếp tục gập xuống, thả lỏng, gập xuống, thả lỏng, gập xuống, thả lỏng. Tốt lắm, một lần nữa, thả lỏng. Xoay cổ chân từ phải sang trái, 1, 2, mở rộng biên độ, 3, tốt, 4, 5, và xoay ngược lại, 5, tốt lắm, thả lỏng gương mặt ra, 4, 3, 2, 1, rồi từ đây khép chân phải thu về như này. Rồi đẩy thẳng lưng lên, duỗi gối chân trái sang ngang. Rồi, hai tay sang ngang, hít vào một hơi thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu. Từ từ thở ra, xoay người qua bên phải. Hạ bàn tay phải xuống thảm, nâng cái mông trái lên. Đẩy duỗi cái gối chân trái ra xa như này. Úp mu bàn chân trái xuống như này. Nhớ là chúng ta sẽ không đẩy cái hông này ngồi lên cái bàn chân phải ha. Tách cái chân phải sang, đúng rồi, nhích cái chân phải ra ngoài. Sau đó úp cái hông trái xuống như thế này, đúng rồi. Nhẹ nhàng hít vào, xòe căng bàn tay, thu tay sang bên phải thì nữa, đúng rồi Giang. Tách rộng hai tay bằng vai như thế này, xòe rộng bàn tay ra, hít vào nào. Mình nhấn lực về bàn tay, đẩy lên ngực, quặn mông hướng xuống thảm. Từ từ thở ra, mình trùng hai cùi trỏ, khép cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn xuống, trùng vừa thôi ạ, gập không sâu đâu ạ. Rồi sẽ thấy cái phần hông, vùng chậu và khớp háng bên phải đang được tác động. Nhấn lực về bàn tay, tiếp tục hít vào, nâng thân người, vươn lên, hơi quặn mông hướng xuống thảm, đang tác động phía lưng dưới. Từ từ thở ra, trùng hai cùi trỏ, gập sâu thân người hơn chút xíu nữa, khép cằm thu về cổ, hơi nhíu hậu môn lại. Một lần nữa, xuề căng bàn tay, nhấn lực về bàn tay, hít vào, nâng thân người, vươn lên, duỗi thẳng cánh tay, đẩy ngực về phía trước, nâng cằm, đẩy hai đầu vai ra phía sau. Từ từ thở ra, trùng hai cùi trỏ, gập sâu thân người xuống, khép cằm thu về cổ. Thở hết ra, có thể hạ hai cùi trỏ tay xuống thảm, hạ trán mũi xuống thảm. Thật chậm, hít vào một hơi thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, chìm cùi trỏ tay xuống, vân. Nữa, bị vướng chân người trước đúng không? Tiến lên một tí, em tiến lên một tí, áo vàng tiến lên. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. 2 hơi thở nữa. Hít vào thật sâu. Hơi quặn mông hướng xuống thẳm. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, thở hết ra. Từ đây, xòe căng bàn tay, hít vào, nhấn lực về bàn tay, nâng thân người, duỗi thẳng cánh tay, nâng lên. Thở ra, xoay thân người trở về như thế này. Rồi khép cái chân bàn, chân phải thu về. Cái chân này mở rộng quá, thu về phía trước. Hai tay đưa sang ngang, hít vào, vươn hai cánh tay cao qua đầu. Hạ tay trái phía trong đùi trái như thế này, trượt dài nó về phía cổ chân. Sau đó vươn cánh tay phải áp tay như thế này, đạp cái gót chân trái ra, hơi quặn mông xuống thảm, mở ngực phải ra, tác động rất sâu vào cơ vuông thắt lưng và eo lườn phải. Rồi từ đây xoay cánh tay phải, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, hạ bàn tay phải ngang hông, xoay căng bàn tay, duỗi mũi chân trái. Nhấn lực về bàn tay phải, hít vào, xoay vai trái, đẩy hông, lướt toàn bộ thân người, nâng lên, giải phóng năng lượng cơ thể. Úp tay xuống, đúng rồi. Thở ra, xoay vai và hạ mông trở về thảm. Tiếp tục dựng cổ chân trái, hai tay sang ngang, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người lên. Hạ tay trái bên cạnh đùi trái phía trong, trượt dài nó về phía cổ chân, vươn dài cánh tay phải áp tay. Hơi quặn mông xuống thảm, cảm nhận sự giãn sâu hơn của eo lườn phải. Từ đây, xoay cánh tay phải, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Hạ tay phải trở về thảm, xoay căng bàn tay, nhấn lực về tay phải, xoay vai trái, duỗi mũi chân trái, hít vào, lướt toàn bộ thân người, nâng hông lên, mở ngực trái nào. Úp bàn tay xuống, xoay vai trái, thở ra, hạ mông trở về thảm. Từ đây, thu chân trái trở về, duỗi gối chân phải sang ngang, dựng cổ chân phải lên. Hai tay sang ngang, hít vào thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu. Từ từ xoay người sang bên trái, thở ra, hạ bàn tay xuống thảm. rồi xoay mũi chân phải, úp hông phải xuống, kéo nó về, đúng rồi. Di chuyển chân trái ra phía ngoài, rồi nhấc úp hông phải xuống, úp hông phải xuống. Tiến tay mở rộng ra Linh, tay mở rộng nữa. Rồi cái hông bên phải của Linh nó phải úp xuống sâu hơn nữa này. Không để như này nha, chúng ta úp nó xuống như này, nó mới tác động sâu đến phần hông và khớp háng và vùng chậu. Xoay căng lòng bàn tay ra nào. Hít vào đẩy ngực về phía trước, đẩy hai đầu vai ra phía sau. So le đi chị áo vàng xuống một tí. Đúng rồi. Từ từ thật chậm này, duỗi mũi chân sau ra. Chỉnh bàn chân, thở ra thật chậm, mềm hai vai và cùi chỏ xuống, gập thân người hướng xuống thảm, khép cằm thu về cổ. Rất là dễ chịu vùng hông, khớp háng và lưng dưới. Xoay căng bàn tay, hít vào nhấn lực về bàn tay. Duỗi thẳng cánh tay, nâng thân người lên, tiếp tục nâng ngực, vươn cằm. Mềm mại thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm, trùng hai cùi chỏ tay xuống. Tốt lắm, lần này lớp mình làm rất tốt. Thêm một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thở hết ra. Úp hông thêm tí nữa được không chị? Đưa chân này ra đây một tí nữa. Đúng rồi, úp sâu thêm tí nữa. Chân này mở ra ngoài tí nữa. Đúng rồi. Duỗi ngực về phía trước, duỗi dài các đốt sống. Hít thở đều và giữ ở đây. 5. Tốt lắm. Hạ mềm cùi chỏ xuống chị. Đúng rồi. 4. Linh mềm cùi chỏ xuống nữa, mềm hông xuống nữa. 3. Tốt lắm. 2. 1. Xoay căng bàn tay, nhấn lực về bàn tay thật chậm. Hít vào một hơi thật sâu, nâng thân người vươn lên. Từ từ thở ra, xoay thân người trở về, dựng cổ chân phải lên, rồi đưa nó về vị trí ban đầu. Ngồi thẳng lưng lên, hai tay đưa sang ngang, hít vào thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu. Hạ tay phải phía trong, đùi phải trượt dài nó về phía cổ chân, vươn cánh tay trái áp tay, vươn dài ra, đạp gót chân phải ra nào, tác động vào vùng lưng dưới và vùng thận. Xoay cánh tay trái, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng thân người lên. Hạ tay trái ngang hông trái, nhấn lực về tay trái, duỗi mũi chân phải. Hít vào, xoay tay phải, đẩy hông, lướt bộ thân người lên nào. Úp tay xuống, áp tay nào chị Khuyên. Xoay vai phải, thở ra, hạ mông trở về thảm. Tiếp tục dựng cổ chân, đạp gót chân phải ra. Hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Hạ tay phải phía trong, đùi phải. Thở ra, trượt dài, nó ra xa, hạ mềm, cùi chỏ xuống. Vươn cánh tay trái áp tay. Tay trái này để ra phía sau tay này. Mở ngực trái lên. Đúng rồi. Xoay cánh tay trái thật chậm. Hít vào. Nâng thân người. Vươn lên. Hạ tay trái ngang hông trái. Thở ra duỗi mũi chân phải. Hít vào đẩy hông. Lướt toàn bộ thân người lên nào. Úp hông xuống. Tay áp tay chị Áo Vạn. Áp tay. Tay áp tay. Ngửa mất rồi. Ngửa hết ngực rồi. Từ từ xoay vai, thở ra, hạ mông trở về thẳng. Rồi từ đây mình thu bàn chân phải trở về. Hai bàn chân áp sát vào nhau, đẩy thẳng lưng trong tư thế hổ điệp. Tư thế này cũng sẽ rất là tốt cho thận nha. Tốt cho hông, khớp háng. Và bây giờ chúng ta sẽ tác động đến vùng thận. Hai bàn tay đan vào nhau, ôm bàn chân, kéo gót chân về gần khớp háng. Từ đây hít vào đẩy ngực về phía trước, mềm hai đầu vai xuống, duỗi thẳng cánh tay, mềm hai phần đùi và gối xuống. Thở ra thả mềm hông xuống. Từ từ hít vào thật sâu, nâng gối lên. Đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, mềm hai vai xuống. Đúng rồi. Thở ra gối hạ đến đâu, thân người gập đến đấy, duỗi dài các đốt sống. Gập từ phần hông, hông đẩy ra sau, ngực duỗi về phía trước, khép cằm thu về cổ. Mềm hơn nữa vùng khớp háng, hai bên đùi. Thật chậm. Hít vào từ từ nâng thân người trở lại. Nâng đến đâu? Gối khép lên đến đó. Tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, duỗi cái ngực ra. Đúng rồi. Thật mềm mại thở ra, gối hạ đến đâu, thân người gập đến đó, duỗi dài các đốt sống, rốn rút vào trong, ngực duỗi về phía trước, duỗi dài các đốt sống ra, khép cằm thu về cổ. Quan sát sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng chậu, khớp háng, vùng hông, hai bắp đùi phía trong và vùng bẹn. Cảm nhận thật sâu, toàn bộ vùng lưng dưới cũng được kéo giãn. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, nâng thân người trở lại. Thở ra, mình thu hai gối về, trở về trong tư thế cái bàn. Và rồi cái bài tập này là tác động rất là tốt đến vùng thận ha. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Xòe căng lòng bàn tay bám xuống thảm. Chú ý vai thẳng hàng với cổ tay. Thu gối về một tí chị, gối rộng bằng hông thôi. Nữa, chị khuyên thu nữa vậy. Vân thu một chút về nữa. Rồi Thanh thu về một tí nữa. Rồi, xòe các bàn tay, các ngón tay rộng ra chị. Đúng rồi. Từ đây, kiểm tra xem cổ tay đã thẳng hàng với vai chưa? Hai mắt cùi chỏ trong đã hướng nhìn vào nhau chưa? Hai mắt cùi chỏ ngoài đã hướng sang hai bên chưa? Đầu gối thẳng hàng với hông chưa? Rồi hai mu bàn chân đã duỗi mềm chưa? Đưa ý về lòng bàn tay. Nhẹ nhàng nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông. Tiếp tục duỗi ngực về phía trước để được cảm nhận vùng lưng kéo giãn. Từ đây, thật chậm, hít vào quận xương cụt hướng lên trên, trũng nhẹ thắt lưng, mở vai duỗi ngực kỳ vai xa tai. Mềm mại thở ra thật chậm, quận tròn các đốt sống đẩy cong gù lưng trên, khép cằm thu về cổ, rút rốn vào thật sâu, thả lỏng đỉnh đầu. Lần 2, hít vào thật sâu, quận xương cụt hướng lên trên, trũng nhẹ thắt lưng, mở vai duỗi ngực kỳ vai xa tai, mềm mũi chân ra. Thu chân về một tí nữa chị, gối. Rồi, duỗi cái này ra. Mềm mại thở ra thật chậm, quận đỉnh mông hướng xuống thảm, quận tròn các đốt sống đầy cong gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu. Lần 3, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận sự chuyển động đi theo nhịp thở. Thu chân về một tí, chân rộng quá. Nữa, cả bàn chân. Mềm mại thở ra thật chậm, quận đỉnh mông xuống thảm, quận tròn các đốt sống đẩy gù lưng lên, rút rốn vào trong, thả lỏng đỉnh đầu. Một lần cuối thật chậm, hít vào thật sâu, rất tốt. Mềm mại thở ra thật chậm, quận đỉnh mông xuống, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào trong, tay vẫn thẳng hàng với cổ. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, tốt lắm. 4, 3, thả lỏng đỉnh đầu nữa xuống chị. 2, 1, thật chậm hít vào, đưa lưng của bạn trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra, bạn nhẹ nhàng mở hai tay của mình sang hai bên. Các ngón tay hướng sang hai bên mép thảm. Hai mắt cùi chỏ tay ở phía trong hướng về phía trước, xòe rộng bàn tay của bạn ra. Từ đây nhẹ nhàng mở rộng hai gối sang hai bên. Hai ngón chân cái hướng vào nhau. Rồi nhẹ nhàng bạn đổ người qua trái và qua phải. Qua trái, tốt lắm. Và qua phải. Qua trái và qua phải. Cảm nhận thật sâu toàn bộ vùng vai, cổ tay, phần hông, phần lưng và thận của bạn cũng đang được nhịp điệu di chuyển. Massage. Massage trên không và thả lỏng theo toàn bộ cái nhịp thở cùng nhịp cơ và ý của bạn đưa về. Từ đây, nhẹ nhàng thu hai tay của bạn hướng các ngón tay về phía trước. Thu hai gối của bạn lại. Rồi, lật ngửa bàn tay phải, hướng các ngón tay về đầu gối phải. Nhấn lực về bàn tay trái, hít vào đẩy thẳng cùi trỏ tay phải lên. Đẩy lực lên vai, thả mềm các ngón tay ra. Thở ra nắm các ngón tay lại. Hít vào, mở các ngón tay. Thở ra nắm lại. Một lần nữa hít sâu và thở nào. Sau đó hạ tay phải trở về thảm. Tiếp tục lật ngửa bàn tay trái, hướng các ngón tay về gối bên trái. Nhấn lực về bàn tay phải, hít vào đẩy lên vai phải. Thẳng cùi trỏ tay trái ra. Duỗi thẳng cánh tay, cổ tay hạ xuống chị khuyên. Từ từ thở ra nắm các ngón tay trái lại. Hít vào mở căng các ngón tay. Tốt lắm, thẳng cùi trỏ tay. Thở ra nắm các ngón tay lại. Một lần nữa hít sâu. Và thở nào. Rồi từ đây hạ tay trái trở về thảm. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Bạn đẩy thân người về phía trước, vai vượt quá cổ tay. Thở ra chìm hông của bạn hướng xuống thảm. Nhấn lực về bàn tay, hít vào đẩy ngực về phía trước. Nâng cằm lên, đẩy hai đầu vai ra phía sau, quận xương cụt hướng về rốn để bảo vệ thắt lưng và tác động sâu đến toàn bộ vùng thận. Từ từ khép cằm thu về cổ, thở ra, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, nâng hông của bạn lên, thở hết ra. Hơi cuộn mông xuống thảm, kéo mông về phía gót chân nhưng giữ ở vị trí lưng chừng để tác động đến vùng lưng dưới và vùng thận. Kéo về nữa đi chị, áo xanh. Nữa tí nữa, đúng rồi. Kéo cái mông, quặn cái mông xuống thì nó mới tác động đến vùng lưng dưới. Nữa đi Vân, Vân vẫn đang ở lưng chừng quá cao. Nữa, mềm vai xuống. Rồi lần hai, thật chậm, hít vào đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Từ từ thở ra, hạ chìm hông hướng xuống thảm, duỗi ngực về phía trước, hít vào đẩy ngực, nâng cằm, mềm hai vai ra phía sau, quặn xương cụt hướng về rốn, cảm nhận vùng lưng dưới, mặt trước phía thân người được kéo giãn, tác động sâu đến vùng thận. Thở ra, khép cằm thu về cổ, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, nâng hông, làm đầy vùng thắt lưng, quặn xương cụt xuống thảm, kéo mông về phía gót chân, giữ ở lưng chừng. Thả mềm vai xuống, thả mềm cánh tay xuống, giữ ở lưng chừng. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Hạ chìm hông xuống thảm, thở ra. Hít vào đẩy ngực về phía trước, duỗi ngực nâng cằm. Quặn xương cụt hướng về rốn để bảo vệ thắt lưng. Thở ra, khép cằm thu về cổ, đẩy hông lên, kéo mông về phía gót chân thật chậm. Giữ lưng chừng đi, đừng xuống sâu quá, lưng chừng thôi. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, quặn mông xuống chị Khuyên. Quặn mông xuống, nâng vai lên xíu nữa. 4, 3, lên hông một tí nữa. 2, 1, thở hết ra, kéo mông hướng về gót chân, kéo giãn các đốt sống, mềm hai vai và cùi trỏ tay xuống, kéo mông về phía gót chân, mềm sâu thân người xuống, hạ mông về gót chân nào. Hạ mông về gót chân, mềm hơn nữa, đúng rồi, trượt dài, mềm hông xuống nào chị Khuyên, mềm hơn nữa, thả mềm hai vai, tách rộng hai cánh tay sang hai bên nữa nào, mở rộng ra, chìm hông xuống nào, chìm hông xuống nữa nào, xòe rộng các ngón tay, thả lỏng ra. Mở rộng gối cho chị. Gối này mở rộng nữa là. Đúng rồi. Chìm hông xuống. Đúng rồi. Hông nó hơi bị cứng không sao. Nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cột sống. Từ từ hít vào một hơi thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Cảm nhận các đốt sống, các cơ xung quanh lưng đang được kéo giãn trong sự thả lỏng. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận khí và oxy tươi tiếp tục được bơm dài khắp các đốt sống, trải dài toàn bộ vùng lưng, vùng cổ gáy và vùng hông, đặc biệt là hai quả thận. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thả lỏng hơn nữa, chìm hông xuống hơn nữa, chìm lưng dưới xuống hơn nữa và thở hết ra, cảm nhận thật sâu, sự thả lỏng, thư giãn và hồi phục. Một hơi thở nữa, mềm mại hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Rồi và từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra bạn chống hai ức bàn chân, nâng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời. Chú ý trùng hai gối của bạn lại, nhấn lực về bàn tay. Trùng hai gối lại, nhấn lực về bàn tay. Từ lực ở bàn tay bạn đẩy lên vai, cảm nhận cánh tay được làm dài ra. Từ vai bạn đẩy lên vùng lưng và vùng hông. Quặn xương cụt lên, cảm nhận lưng được làm dài. Sau đó bạn đi bộ tại chỗ, mỗi khi hạ gót chân, hãy xoay cằm sang một bên đối nghịch và quặn xương cụt hướng lên bầu trời. Đi bộ thật chậm, dạng đi chậm đây dạng. 5. Chậm thôi nào. 4. Để cảm nhận cơ thể đang được đảo chiều trong không gian, để cảm nhận sự kéo giãn toàn bộ mặt sau phía thân người và cảm nhận sự di chuyển hài hòa của cơ thể, bạn hãy thả lỏng hơn nữa vùng cổ gáy, thả lỏng hơn nữa hơi thở của mình. 4. 3, chậm thôi nào. 2, tốt lắm. 1, từ đây nhẹ nhàng hít vào, đưa hai chân trở về giữa, kiễng gót chân, quặn xương cụt lên, lướt chân trái của bạn nâng lên, đưa chân trái hướng lên bầu trời. Thở ra bước dài chân trái về giữa hai bàn tay. chống 10 đầu ngón tay. Hít vào một hơi thật sâu, bước chân phải trở về cùng chân trái. Thở ra bạn gập thân người hướng xuống thảm, mềm hai vai và cùi trỏ xuống. Hai tay nắm lấy hai cổ chồng, nắn thật nhẹ nào. Hít vào thật sâu, bạn trượt dài hai tay ngang hông, nâng nửa thân người duỗi dài các đốt sống, lưng song song với mặt thảm. Trùng hai gối lại để bảo vệ hai bên khớp gối. Nâng lên tí nữa. Hạ cái này xuống. Đúng rồi, nâng lên xíu nữa. Rồi, thở hết ra, từ từ gập sâu thân người hướng xuống thảm, trượt dài hai tay về cổ chân. Rồi từ đây hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài các đốt sống. Chắp tay lại trước ngực, từ từ thở ra tha lỏng hai tay xuôi theo thân. Ở lớp mình nhìn cái phần nâng nửa thân người nhá. Bạn nãy một số người chưa cảm nhận được. Ví dụ như này. Hai tay đang ở cổ chân này. Duỗi cái lưng như này, lưng đang bị cong như này đúng không ạ? Thì mình sẽ duỗi cái lưng cái hông như này. Hít vào nâng nửa thân người này, tay đưa lên hông này, là ngang hông như này được không ạ? Và có người sẽ bị như này. Có người bị như này. Thế thì cái chân này không ưỡn như này. Chân là mình hơi trùng cái gối như này. Bắt đầu mình duỗi này, cái xương cụt này nó không cong như này, cuộn nó lên. Và bắt đầu mình duỗi cái ngực, duỗi cái lưng ra như này, được không ạ? Và cái cổ này, lớp mình có nhìn thấy cái cổ ạ, nó thẳng hàng với đốt sống lưng. Lúc đầu mình sẽ không có cái cảm nhận đâu, nhưng sau dần mình tập nó sẽ quen dần. Và cái tác dụng của cái bài tập này là gì ạ? Tác dụng này, chú ý nhá, bắt đầu lại nhìn thấy cái phần này đúng không ạ? Thận nó ở đây đúng không ạ? Cuộn lên này, nó giãn cái vùng lưng, khớp gối được bảo vệ này, bàn chân vững chắc này, đùi chắc khỏe này, lưng duỗi này, ngực mở, tim mở này, cổ này giãn này, tay này. Rất là dễ chịu. Bài tập đơn giản nhưng mà khi mình tác động đúng cái vị trí thì nó sẽ có hiệu quả, đúng không ạ? Chỉnh lại bàn chân, mở rộng bằng hông cho Giang nào. Chân khép lại tí nữa Vân. Khép lại tí nữa. Rồi. Hai tay sang ngang, hít vào một hơi thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu. Từ từ thở ra, gập thân người xuống tại khớp háng, gập sâu thân người xuống. Đúng rồi, hai tay có thể ở bên hai cổ chân, trục gối xuống Vân. Đúng rồi, xuống sâu tha lỏng để đầu xuống. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, nâng nửa thân người, hai tay ngang hông, duỗi dài các đốt sống. Đúng rồi, khép cằm thu về cổ, cuộn xương cụt lên, trùng gối lại, trùng nhẹ thôi. Rồi nâng cái thân trên lên, hạ cái lưng giữa xuống, hạ. Rồi, đúng rồi đó, nâng cái đầu lên xíu nữa, đúng rồi, khép cái cằm lại xíu. Đúng rồi, tốt. Hít thở đều và giữ ở đây. Nâng cái vai trên lên xíu, mềm hai tay xuống xíu. Nâng cổ lên tí nữa, mở ngực hạ lưng giữa. Rồi, hạ lưng giữa nữa. Tốt, nâng phần này lên tí nữa. Đầu lên xíu nữa. Đúng rồi. Em hạ xuống phần vai trên chị. Tí nữa. Rồi, giữ nguyên đây. 5, tốt lắm. 4, 3, rất thẳng. Nâng cái phần này lên xíu xíu rồi. Khép cằm lại, khép cằm. Đúng rồi, thẳng cổ. Wow, chị khuyên rất thẳng. 5, 4, 3. Hạ lưng trên xuống, nó lại lên rồi chị. Hạ xuống một tí. Nâng cổ lên. Hơi cứng. 2, 1, thở ra, tiếp tục trượt dài hai tay về phía cổ chân, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Thở hết ra. Có thể hướng mặt về phía khớp gối. Hai tay ai tốt thì đưa ra phía sau gót chân. Từ từ hít vào thật sâu, tiếp tục trượt dài hai tay, nâng nửa thân người lên như thế này, đẩy hông ra phía sau, cuộn cái xương cụt ra phía sau, duỗi cái ngực ra phía trước, mở hai vai ra. Đúng rồi, hạ lưng giữa xuống một xíu nữa, nâng cái cổ lên, khép cằm lại, nâng cổ lên, thả lỏng vai xuống, khép cằm lại. Đúng rồi, tốt. Hơi cuộn xương cụt lên xíu nữa. Đúng rồi. 5, tốt lắm. 4, thẳng lắm ra. Mỗi của chị thôi, lên tí nữa, mở cái ngực ra. Đúng rồi, tốt. 2, thanh lên cái phần này tí nữa, nữa, duỗi cái ngực ra. Tốt rồi, gối trùng lại. 2, 1, thở hết ra, trượt dài hai tay hướng xuống thảm. Hai tay ở cạnh ngoài hai chân. Rồi từ đây chống 10 đầu ngón tay. Hít vào một hơi thật sâu, bước dài chân phải ra phía sau. Thở ra hạ đầu gối phải xuống thảm, duỗi mũi chân phải. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, nâng hai cánh tay lên. Chìm hai bàn tay xuống như thế này. Thở ra thả mềm hông, lưng, quặn xương cổ thướng xuống thảm. Nó lại vào phần cơ gập hông này, nó vào lưng dưới này, nó giãn rất là dễ chịu. Có người sẽ chạm tay, có người không chạm tay không sao. Chắc bàn chân trái thật chậm, hít vào nâng hai cánh tay vươn lên. Hai lòng bàn tay hướng nhìn vào nhau, chắp tay lại, thở ra, cuộn xương cụt hướng về rốn, đẩy ngực nâng lên, nâng cằm lên theo khả năng. Hít vào nhẹ nhàng hạ bàn tay trở về thảm. Từ từ thở ra, nâng chống ức bàn chân phải, duỗi gối phải, đà gót chân phải ra phía sau. Rồi từ đây hít vào một hơi thật sâu. Thở ra nhẹ nhàng bước chân trái trở về sau cùng chân phải. Thở hết ra đẩy mông hướng lên bầu trời. Trùng gối lại, quận xương cụt hướng lên bầu trời, tác động tiếp vào lưng dưới. Hai tay luôn luôn song song với hai cánh tay. Nhấn cái vai lên. Rồi tiếp tục mềm nó xuống. Sau đó đưa ý thức về chân phải, hít vào lướt chân phải lên. Đưa chân phải hướng lên bầu trời. Thở ra bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Hạ đầu gối trái trở về thảm. Duỗi mũi chân trái, chống 10 đầu ngón tay, duỗi ngực, nâng cằm. Từ từ hít vào, nâng hai tay lên. Mềm hông xuống, tay có thể chìm hạ xuống. Đầu gối luôn thẳng hàng với cổ chân, tiến chân lên một tí chị khuyên. Đúng rồi, lòng bàn chân của bạn bám chắc xuống thảm. Từ đây, thật chậm, hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Chắp tay lại, chìm sâu khớp háng trái, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng ngực, vươn cằm. Từ từ thở ra, hạ bàn tay trở về thảm. Thở hết ra, chống ức bàn chân trái, nâng gối trái lên, bước chân phải trở về sau cùng chân trái. Đẩy mông hướng lên bầu trời. Mềm hai vai xuống, trùng hai gối, quặn xương cụt hướng lên bầu trời. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, hạ hai gối trở về thảm. Thở ra bắt chéo hai chân. Bắt chéo hai chân, kéo mông về phía gót chân. Thở hết ra, hạ mông trở về thảm. Hít vào duỗi gối chân trái về phía trước, bước chân phải ra cạnh ngoài gối trái, đẩy thẳng lưng lên. Cạnh ngoài gối trái, cạnh ngoài gối trái. Đúng rồi. Nhúc nhích hai cái mông. Để cho cái xương của ngồi cắm xuống. Dựng cổ chân bên trái, Vân đưa cái chân sang bên trái thì nữa. Đúng rồi. Rồi hai tay đưa sang ngang, hít vào vươn hai cánh tay cao qua đầu. Xoay người qua bên phải, thở ra tay trái cài qua đầu gối phải, áp sát lòng bàn tay trái vào mông bên phải. Rồi đưa tay phải ra phía sau, hạ bàn tay xuống thảm, mở xoay cái ngực phải ra. Thẳng người lên chị. Người đang đổ này. Đang đổ này. Thẳng lên. Đẩy vươn lên này. Hai cái mông vẫn ở dưới thảm nhá. Không kênh mông đâu ạ. Mông vẫn hạ xuống thảm. Rồi. Từ từ hít vào vươn dài lưng lên. Thở ra chìm vai xuống. Thả lỏng hông, quặn mông xuống. Hít thở đều và giữ ở đây. Thu tay về một tí chị. Thân này bị đổ mất rồi. Thu tay về tí, đúng rồi. Cái này không thang được đúng không? Để giữ thẳng này xem. 5, tốt lắm. 4. Đẩy lưng dưới lên tí nữa Linh. 3. 2. 1 và thật chậm, hít vào một hơi thật sâu, vươn hai cánh tay, nâng thân người vươn lên. Từ từ thở ra, hạ mềm hai tay xuôi theo thân. Từ đây, bước hẳn cái chân phải sang ngoài, mông bên trái, co cái gối trái lại như này. Chú ý, hai mông vẫn được ngồi dưới thảm ra. Không phải thế đâu chị khuyên. Chân trái duỗi nào. Rồi, bước cái chân phải ra cạnh ngoài gối trái. Trượt cái bàn chân phải ra ngoài mông trái. Đúng rồi, co gối trái lại. Co gối trái, đúng rồi, mở hai cái bàn chân sang hai bên. Lúc này nhấc mông sang hai bên. Đúng rồi, hai tay đưa sang ngang, hít vào một hơi thật sâu, vươn hai cánh tay cao lên. Từ từ thở ra, hạ bàn tay trở về thảm. Trượt dài hai tay về phía trước, mềm hai vai và cùi chỏ xuống. Thở hết ra, khép cằm thu về cổ. Quặn mông hướng xuống thảm, mềm vai hơn nữa, mềm hông lưng hơn nữa. Cảm nhận vùng hông, vùng lưng dưới được kéo giãn ra. Khép cằm thu về cổ, thả lỏng hai vai. Đó, mình sẽ thấy nó giãn phần này là đúng này. Giãn phần này là đúng này. Đúng rồi, chỗ đấy nữa. Em mở rộng hai cái chân ra. Đừng ngồi, mông mình không ngồi lên chân nhé. Hai mông là ở dưới thảm, đúng rồi chị. Mở tay rộng ra nữa đi chị. Đúng rồi, tốt lắm. Rồi mềm hai vai và cùi chỏ xuống. Thả lỏng cổ. Hít vào một hơi thật sâu. Mềm cùi chỏ xuống lên. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Có hơi thở vào thì nó đỡ. Bỏ cái chân này ra ngoài đi chị. Nhấc ra ngoài. Thế, đúng rồi. Thế thì mông ngồi lên được. Đúng rồi. Lần hai hít vào thật sâu. Chân này tiến lên một tí. Đúng rồi, để cái mông hạ xuống được. Mềm mại thở ra thật chậm. Vẫn tốt đấy. Thật chậm. Mềm tay xuống, đưa hơi thở về. Lần ba hít vào thật sâu. Nếu mà không sang được thì đến đây thôi cũng được. Đúng không? Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Cho nó ra đây một tí, nó căng quá. Thế để mình xuống nó dễ đã. Sau dần dần. Lần 4 hít vào thật sâu. Cổ bị lệch sang bên này mất rồi. Đúng không? Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, thở hết ra. Hít thở đều và giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Nhấn lực về bàn tay, hít vào từ từ thu hai tay, nâng thân người trở lại. Thở ra tách hai chân, thả lỏng. Tiếp tục, duỗi gối chân phải, co gối trái, bước qua cạnh ngoài gối phải, đẩy thẳng lưng lên. Hít vào hai tay vươn cao qua đầu, xoay người qua bên trái, đạp sát gót chân phải ra nào. Cài cùi chỏ tay phải qua đầu gối trái. Bàn tay phải áp sát về mông bên trái, đưa tay trái ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái, mở ngực trái, đẩy thẳng lưng lên. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, đầu người mất rồi Linh. 4, thu tay về một tí. Đúng rồi. 3. Đúng rồi, thu tay về. 2. 1, nhẹ nhàng hít vào, xoay thân người trở lại. Thở ra, bước chân trái về mông bên phải. Sau đấy mới co gối phải. Đúng rồi. Được không chị? Quen á? Đây, như này nhá. Thứ này xong rồi trượt không? Chưa gập. Trượt nó về mông này đã. Đúng rồi. Mềm nó xuống rồi bắt đầu mới kéo chân này về nó mới dễ. Thì nó mới mở hai bên hông và háng ra. Đó. Rồi mềm nó xuống hơi này. Đến đây rồi thì cái lưng nó sẽ bị võng như này. Kiểu nó như này nhá là mình. Đến đây mọi người hay bị kiểu này. Thì bây giờ mình phải chú ý này. Tập trung, chú ý này. Nếu mà như này thì mình sẽ phải quặn mông xuống như này để làm đầy lưng, đúng không ạ? Vì nó tác động vào phần đáy thắt lưng và cột sống. Và dấu hiệu của thận thì rất là nhiều người hay bị đau lưng. Rồi, tiếp tục. Hai tay sang ngang, hít vào thật sâu. Vươn hai cánh tay cao qua đầu, tách cái chân, bàn chân ra khỏi mông đi chị. Từ từ thở ra, hạ bàn tay trở về thảm. Trượt dài hai tay về phía trước, mềm hai vai và cùi chỏ xuống. Khép cằm thu về cổ, quặn mông hướng xuống thảm. Từ đây nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, mềm vai cùi chỏ xuống hướng sang. Từ từ thở ra thật chậm, tốt lắm. Thở hết ra. Lần 2 hít vào thật sâu. Mềm cái này xuống, mềm nữa, đúng rồi. Từ từ thở ra thật chậm, mình sẽ thấy nó mềm dần xuống. Hơi đẩy người sang bên này cho em cho nó cân, mở cái chân này sang nữa. Nó không ngồi lên mông, đúng rồi, nó sẽ cân. Mềm vai, mở rộng tay ra. Mềm lưng dưới, lưng giữa. Đúng rồi. Tách tay rộng ra nữa đi. 2 lần nữa. Hít vào một hơi thật sâu. Mềm hơn nữa phần lưng giữa. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, quặn mông hướng xuống thảm. Thở hết ra. Một hơi thở nữa. Hít vào thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Thở hết ra. Từ đây, nhấn lực về bàn tay, hít vào, nâng thân người trở lại. Thở ra tách hai chân, duỗi hai gối, hai tay ra phía sau, duỗi nhẹ khớp gối. Tách rộng hai chân, lắc nhẹ cổ chân, thư giãn. Rồi, nhẹ nhàng hạ lưng của bạn xuống thẳng như thế này. Hạ từng cùi trỏ, sau đó hạ lưng, đúng rồi. Trở về trong tư thế cây cầu, co hai gối. Hai chân mở rộng song song bằng hông. Khoảng cách giữa hai bàn chân là một bàn chân ở giữa. Khoảng cách từ gót chân tới mông là một bàn chân dài. Tính từ gót chân tới mũi bàn chân cái. Đo như thế này, lớp mình chú ý này, đo thì đo như thế này. Từ đây, xòe lòng bàn tay rộng ra, mềm hai vai xuống. Đưa ý thức về vùng hông và lưng dưới. Hít vào cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, khép cằm thu về cổ, rồi kéo đáy chậu lên. Mềm mại thở ra thật chậm, hạ từng đốt sống trở về thảm, thảm mềm vai, hông và lưng, thảm mềm các đốt sống. Lần 2, hít vào một hơi thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông cao lên. Thêm chút nữa nào. Rút đáy chậu lên. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm. Hạ từng đốt sống trở về thảm. Thả mềm vai, hông, lưng và các đốt sống thả lỏng ra. Lần 3. Chậm rãi. Hít vào thật sâu. Cuộn xương cụt hướng về rốn. Nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông cao lên. Kéo xương mu về phía xương ức. Chú ý hai gối và đùi không tách. Hai gối và đùi luôn song song. Nhíu hậu môn, rút đáy chậu lên. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm. Bạn hạ mềm các đốt sống, thả chìm các cơ, thả lỏng vai cổ, thả lỏng vùng lưng và hông, đặc biệt là hai bên thận, thả mềm hơn nữa, thả lỏng hơn nữa. Một lần cuối, nhẹ nhàng hít vào cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên nào, đẩy hông lên, kéo xương mu về phía xương ức, nhíu hậu môn lại, khép cằm thu hệ cổ nào, mềm hai vai xuống, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả lỏng hông, lưng, vai, thả lỏng hơn nữa toàn bộ cơ thể, thả chìm cơ thể xuống. Từ đây, nhẹ nhàng duỗi gối chân trái, dựng cổ chân trái lên. Hít vào, bạn nâng bàn chân phải, hai tay đan vào nhau ôm gối phải. Từ từ thở ra, kéo gối phải hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai xuống. Cảm nhận vùng gáy cổ được kéo giãn, cảm nhận vùng lưng trên, lưng dưới được kéo giãn. Bài tập này rất tốt cho dạ dày, nhưng cũng tác động rất tốt cho vùng thận. Nhẹ nhàng hít vào nới lỏng chân phải, duỗi thẳng cánh tay, vẫn đan vào nhau ôm gối. Từ từ thở ra thật chậm, kéo gối phải hướng về ngực, tiếp tục khép cằm thu về cổ, mềm hai vai xuống, thả lỏng hơn nữa. Một lần nữa, hít vào thật sâu, nới lỏng chân phải, duỗi thẳng cánh tay, mềm vai và cằm. Từ từ thở ra thật chậm, khép cằm thu về cổ, kéo gối phải, thu về ngực, chìm hai vai và cánh tay xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào bạn duỗi gối phải của mình ra nào. Co gối trái trở lại, hai tay đan vào nhau ôm gối trái, thở ra kéo gối trái hướng về ngực, chú ý dựng cổ chân phải lên, khép cằm thu về cổ, mềm vai và cùi trỏ xuống, cảm nhận vùng gáy cổ, vùng lưng, vùng cơ gập hông chân phải đang được kéo giãn. Từ từ hít vào, nới lỏng gối trái, duỗi thẳng cánh tay, mềm vai. Mềm mại thở ra thật chậm, kéo gối trái hướng về ngực, chìm vai và cùi trỏ xuống, khép cằm thu về cổ. Rồi chìm hông phải xuống, cảm nhận sự kéo giãn sâu hơn. Một lần nữa, hít vào thật sâu, nới lỏng chân trái, duỗi thẳng cánh tay, mềm vai. Từ từ thở ra thật chậm, kéo gối trái hướng về ngực, mềm sâu hơn nữa vùng vai, khép cằm thu về cổ, rồi nhíu hậu môn lại. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, hít vào, bạn duỗi gối trái của mình ra nào. Thở ra, hai tay buông xuôi theo thân, tách rộng hai chân sang hai bên mép thảm, hai tay buông xuôi theo thân. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, nhấc cả bàn chân phải lên, đặt toàn bộ gót chân phải qua cạnh ngoài cổ chân trái. Duỗi gối ra. Thở ra, đưa hai tay cao qua đầu. Rồi hít vào một hơi, đưa tay trái nắm lấy cổ tay phải, rồi giữ nguyên vùng hông. Thở ra, di chuyển hai tay và vai sang bên trái, di chuyển thân người sang bên trái, giữ nguyên hông và lưng, di chuyển hết sang bên trái, di chuyển hết vai đi sang bên trái, đi hết sang bên trái. Rồi xoay cằm hướng vai trái, cảm nhận vùng hông và lưng dưới đang được kéo giãn ra. Hít vào một hơi thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả mềm các cơ xung quanh hông và lưng dưới, thả mềm hai vai. Lần hai, hít vào thật sâu và mềm mại, thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng và thở hết ra đi nào. Từ đây, nhẹ nhàng thu chân phải của bạn trở về thảm. Sau đó, tách hai tay, di chuyển tay và vai trở về thảm, giữ nguyên mông. Khi trở về thẳng, hít vào, tiếp tục đưa chân trái lên, đặt gót chân trái qua cổ chân bên phải. Từ từ thở ra, di chuyển tay, tay phải nắm lấy cổ tay trái, tiếp tục giữ nguyên hông, di chuyển vai và tay sang bên phải, đi hết biên độ sang phải nào, hết biên độ sang phải. Khi hết biên độ, bạn thả mềm hông, thả mềm lưng, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về đáy cột sống, phần hông và lưng dưới. Từ từ hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng hông và lưng, thở hết ra. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại, thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng và thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả mềm các cơ, thả lỏng hông, lưng và các đốt sống. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bước chân trái trở về thảm. Thở ra, tách hai tay, di chuyển tay vai trở về thảm nào. Di chuyển trở về thảm. Sau đó, hai tay vẫn để nguyên ở trên. Hai cùi trỏ mở sang hai bên, các ngón tay hướng vào nhau. Nhẹ nhàng hít vào, co hai gối lại, khép hai chân, nâng bàn chân lên, khép hai gối lại, nâng bàn chân lên. Từ từ thở ra, bạn đổ người sang bên trái, kéo gối nâng lên cao, rồi hạ mềm hai chân xuống, xoay cằm qua bên phải, tiếp tục tác động sâu hơn, toàn bộ vào lưng dưới, vào thận và toàn bộ vai ngực được thả lỏng. Hít thở đều và giữ ở đây. Thả lỏng hơn nữa ở những nhịp thở ra. Quan sát toàn bộ vùng hông và lưng dưới. Sau một vài nhịp thở, sau một vài lần bạn quan sát vùng hông, lưng, bây giờ hãy thả lỏng hơn nữa toàn bộ vùng hông và lưng, thả mềm hơn nữa. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức về vùng chân. Hít vào, bạn nâng hai chân trở về giữa. Thở ra, đổ hai gối qua bên phải, nhấc cao gối hướng về nách, hạ mềm chân xuống. Sau đó xoay cằm qua bên trái, mở ngực trái ra. Tiếp tục hạ mềm hông, lưng, quan sát nhịp thở và sự thả lỏng ở từng nhịp thở. Mỗi hơi thở ra, hãy thả lỏng hơn nữa, thả mềm vai, thả mềm hông và lưng hơn nữa. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Nhẹ nhàng hít vào, bạn co hai gối, thu về giữa và thở ra. Đưa hai tay nắm cạnh ngoài hai chân, rồi mở hai gối sang hai bên, hướng lòng bàn chân lên trần nhà. Hai gối tách rộng sang hai bên, hạ cằm, khép thu về cổ, mềm hai vai và cùi trỏ xuống. Hơi cuộn xương cụt hướng xuống thảm, tay như muốn kéo xuống, chân như muốn đạp lên. Từ đây mình sẽ tập cho phần vùng lưng dưới, toàn bộ vùng thận được massage. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, đưa người đổ sang trái. Thở ra đổ sang phải thật chậm. Chậm thôi ạ. Hít vào sang trái. Sao cho hơi thở dài và đi thật chậm. Từ từ thở ra sang phải. Hít vào sang trái. Từ từ thở ra sang phải. Hít vào sang trái. Và mềm mại thở ra sang phải. Hai lần nữa hít vào sang trái. Nhớ cuộn xương cụt xuống thảm. Thở ra sang phải. Một lần nữa hít sâu sang trái. Và thở ra sang phải. Từ đây, hít vào trở về giữa. Hai bàn chân áp sát vào nhau. Đan tay vào nhau ôm bàn chân. Mở gối sang hai bên. Duỗi thẳng cánh tay, khép cằm thu về cổ. Hạ mềm lưng dưới, lưng giữa và lưng trên xuống thảm. Mở rộng hai bên đùi. Nhẹ nhàng đổ người qua trái và qua phải. Tiếp tục massage cho hai quả thận. Massage cho đáy cột sống. Massage cho vùng vai và vùng lưng. Cảm nhận sự căng căng giãn giãn hai bên khớp háng, sự thả lỏng và thư giãn toàn bộ vùng lưng trên, lưng giữa và lưng dưới. Rồi từ đây, nhẹ nhàng đưa thân người trở về giữa. Rồi tách hai tay, hai gối khép sát lại. Hai gối song song, hai tay đan vào nhau ôm lấy gối. Khép cằm thu về cổ, mềm vai và cùi trỏ xuống. Tiếp tục đổ người qua trái và qua phải, massage sâu hơn cho hai quả thận. Cảm nhận sự di chuyển và cảm nhận sự di chuyển trong nhịp thở. Cảm nhận thật sâu sự thả lỏng này cùng với hai quả thận thật chậm. 5 4 3 2 1. Từ từ hít vào, đưa thân người trở về giữa, mềm vai và cùi trỏ xuống, khép cằm thu về cổ. Thở ra tiếp tục massage theo chiều dọc, chú ý không nâng lưng lên, chỉ di chuyển trong biên độ. Lưng vẫn ở dưới thảm, chân được đưa ra và đưa vào, lăn thật chậm, lăn thật chậm, lăn thật chậm, lăn thật chậm, di chuyển thật nhịp nhàng. Có thể chưa hình dung được, có thể nâng thân người lên, rồi liếc mắt nhìn lên ạ, liếc mắt nhìn lên ạ. Lăn thật chậm, theo chiều dọc, thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ tách hai tay, duỗi hai gối, hạ chân của bạn xuống thảm, gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm, duỗi dài cơ thể, đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên, rồi nâng lưng dưới và lưng giữa, kéo dài và mềm xuống thảm, nâng đầu và vai lên, hạ mềm xuống thảm, hai tay xuôi theo thân, chách một góc 45 độ, thả mềm cơ thể, thả lỏng các đốt sống. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận từng giây phút bạn mát xa cho hai quả thận, từng giây phút bạn thả lỏng, kéo giãn, thả lỏng, kéo giãn, đưa tâm ý và hơi thở về từng vùng bạn muốn tác động. Bây giờ, khi cơ thể đang được thư giãn và thả lỏng, tiếp tục bạn thả lỏng sâu hơn nữa qua từng ý nghĩ, hơi thở. Hãy đưa ý của bạn từ các đầu ngón chân, thả lỏng các đầu ngón chân. Sự thả lỏng này trải dài trong lòng bàn chân, nó đưa lên cổ chân và bao phủ toàn bộ mu bàn chân và tiếp tục lan tỏa lên vùng bắp chân, khớp gối, hai bên đùi, khớp háng, toàn bộ vùng bụng, các cơ quan nội tạng bên trong. Rồi nó tiếp tục được lan tỏa sự thả lỏng này lên vùng ngực, trải dài lên hai vai, xuống cánh tay, cẳng tay và toàn bộ các đầu ngón tay. Khi cảm nhận thật sâu sự thả lỏng toàn bộ của các cơ quan nội tạng và vùng ngực, tiếp tục thả lỏng hơn nữa vai và cánh tay, cẳng tay, cổ tay, bàn tay cùng với từng đầu ngón tay. Sự thả lỏng này tiếp tục được lan tỏa lên vùng cổ gáy, tràn ra phía sau lưng, trải dài trong tấm lưng của bạn. Bạn cảm nhận thật sâu sự thả lỏng và thư giãn này. Nó tiếp tục được lan lên vùng đầu, lên đỉnh đầu và trải dài xuống khuôn mặt của bạn, từ vùng trán, khuôn mày, mí mắt trên, mí mắt dưới, sống mũi, hai gò má, nhân trung và cằm, cùng toàn bộ cơ thể đang trải dài trong sự thả lỏng. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những làn sóng đang lăn tăn trôi trên mặt nước. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Đánh thức từng giác quan trên cơ thể. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Chớp mắt. Mắt nhìn lên trán. Xuống mũi. Lên trán. Xuống mũi. Mắt nhìn sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu qua trái. Qua phải. Qua trái. Qua phải. Qua trái. Qua phải. Trở về giữa. Hít vào vươn cánh tay cây phải cao qua đầu. Thở ra. Nghiêng người sang một bên. Chống tay phải, chống đầu. Đưa tay trái, đặt lên đùi trái, duỗi thẳng thận người. Nằm nghiêng trong tư thế nằm cổ Phật. Duỗi tay thẳng ra chị chìm vai xuống, duỗi thẳng tay ra. Thả mềm xuống, thả lỏng hông. Nhẹ nhàng chống tay trái xuống thảm trước rốn. Co gối chân phải lại, chống bàn tay phải. Từ từ nâng thân người ngồi dậy. Khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại phía trước ngực. Thả mềm hai vai. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tác ý về lòng bàn tay. Xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên. Nóng hơn chút nữa nào. Nóng hơn chút nữa. Thêm chút nữa nào. Thêm chút nữa. Tác ý vào bàn tay. Thêm chút xíu nữa, đúng rồi. Nóng thêm chút nữa. Nhanh tay áp về phía mắt. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Biết ơn cơ thể này, trái tim này, quả thận này đã giúp tôi luôn luôn có một sức khỏe toàn diện. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Rồi, hãy dành cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.